và các anh chị em có thể tìm cái video này để mình nghe cái phần còn lại hôm nay trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta kết nối nhịp tim và kết nối hơi thở một cách rất là khoa học các anh chị có cảm thấy mình được thuyết phục bởi bằng chứng khoa học này không ạ à? nên có một số bạn nói rằng thầy Thái, Thái nói là chúng ta cần à, nhận ra cái mầm sống và nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể bởi vì chúng ta là nhất thể và tình yêu nhất thể đó là quy luật của vũ trụ và các bạn có thể hình dung cái tình yêu nhất thể đó nó bao trùm cả cái quá trình hàng tỷ hàng tỷ năm mà chúng ta được nhìn ngó một cái bức tranh ghi lại một cái tỷ năm mà các cái thiên hà nó chạm vào nhau thôi thì chúng ta đã cảm thấy là cái sự kết nối của vũ trụ lớn như thế nào nên là nếu chúng ta tách mình ra khỏi cái quy luật đó thì làm sao chúng ta có thể thật sự tồn tại được đúng không ạ vậy từ cái quy luật của vũ trụ từ cái bằng chứng thuyết phục đó chúng ta lại quay về cụ thể với nghề làm bố mẹ chúng ta áp dụng cái quy luật đó trong nghề làm bố mẹ như thế nào nó có quá xa vời nó có quá khó để chúng ta sống cái quy luật đó và để chúng ta chuyển tải cái quy luật đó vào trong gia đình của mình để con cái chúng ta hiểu được là thay vì là tự thân vận động thay vì là tự lực cánh sinh thì chúng ta cần phải luôn luôn nhận ra không có cái gì tách rời không có cái gì tự lực không có cái gì độc lập như nãy thầy thái nói là tất cả các anh chị đã bước vào đây khi chúng ta đã cùng một cộng đồng se rồi mỗi cái hành vi của chúng ta mỗi phát ngôn của chúng ta mỗi cái sự hiện diện nhân danh gì đó của chúng ta đều ảnh hưởng đến se đều ảnh hưởng đến thầy thái đều ảnh hưởng lẫn nhau bởi vì lúc đó se là một đại gia đình rồi từng lời nói cử chỉ diễn đạt của từng thành viên đều ảnh hưởng tất cả những thành viên khác và trong cái gia đình nhỏ hơn của chúng ta cũng y như vậy. Cho nên người ta nói là đứng mũi chịu xào, con dạy cái mang. Đó là nói đến cái ý nghĩa là không có ai tách rời hết. Chúng ta à, có một cái trách nhiệm lớn hơn là cái trách nhiệm đối với bản thân mình thì nhân ngày hôm nay trong cái bối cảnh quay trở về với cái vai trò bố mẹ thì cô Hồng muốn nhắc đến một cái khái niệm à, đó là ý chí cá nhân và ý chí tập thể à, mình đã học rất là nhiều khái niệm ha trong những cái bài học trước mình học về lương tâm mình học về quyền lựa chọn mình học về ý chí tự do nhưng mà khi con người trưởng thành hơn thì con người ngoài ý chí cá nhân còn phải có ý chí tập thể ý chí của thế giới tự nhiên và ý chí của vũ trụ có bốn tầng ý chí cho nên mình nói một cái người mà sống đúng là một cái người sống lợi mình lợi người lợi xã hội lợi chúng sinh và lợi cho cả vũ trụ nữa và trẻ con nó có biết được điều đó hay không làm sao để mình chuyển tải những cái ý chí đó cho con trẻ của mình thì trước tiên hết trong cái phát triển tâm lý của trẻ nhỏ đó nó không có tự nhiên đẻ ra mà nó sẽ nhận thức được tất cả những cái ý chí đó mà ý chí đó nó được phát triển trong quá trình trưởng thành thì trong cái nghiên cứu tâm lý của sự phát triển của con người thì người ta ghi nhận rằng là trong hai năm đầu tiên đứa nhỏ nó sống bằng bản năng và nó gần như tự kỷ là sao là nó chỉ biết cái nhu cầu của nó thôi có nghĩa là nó đói thì nó sẽ khóc và nó không cần quan tâm là mẹ đang rảnh hay đang bận mẹ đang ở nhà hay mẹ đang đi làm mà cái ý chí của nó là ý chí cá nhân ý chí của nhu cầu của tôi và để sinh tồn tôi phải đòi hỏi cái nhu cầu của tôi được đáp ứng đầu tiên rồi đứa nhỏ nó lớn lên dần đứa nhỏ nó lớn lên dần à, đến năm tuổi thì nó biết có cái sự tương quan giữa ý chí của mình và ý chí của mẹ và lúc đó là cái lúc mà nó muốn tách cái ý chí của mình ra khỏi cái ý chí của mẹ lúc đó mình nói con mình không có ngoan như trước nữa đó là bởi vì nó muốn dùng ý chí của nó cho nên nó dùng ý chí của nó bằng cách là nói không làm ngược con không có dùng não của mẹ đâu con không có dùng ý muốn của mẹ đâu con dùng ý muốn của con mà các bạn trải nghiệm con mình nó nói không làm ngược bằng cách là nó sẽ mặc cái đồ mà mình không có muốn nó mặc nó sẽ tắm nước lạnh khi mình muốn nó tắm nước nóng nó sẽ thức khi mình muốn nó ngủ à, nó sẽ làm ồn khi mình muốn nó im lặng thì đó là một cái giai đoạn phát triển ý chí cá nhân nhưng lúc này cái ý chí cá nhân nó biết là có cái sự tương quan với những ý chí khác nhưng cái ý chí cá nhân này nó chưa có phát triển để đồng bộ với ý chí khác mà nó phát triển để khác biệt với ý chí khác. Để tách cái tôi ra. Và như vậy thì nếu mà các anh chị có con ở độ tuổi 4 5 tuổi đó, bây giờ mình sẽ cảm thấy thú vị, mình sẽ cảm thấy con thú vị chứ không thấy con hư nữa. Bởi vì mình hiểu được à, đây là cái giai đoạn mà con nhận thức về ý chí cá nhân. Còn cái giai đoạn trước 2 tuổi đó, con có ý chí cá nhân nhưng mà nó là tự động, nó là bản năng thôi, nó không phải là nhận thức. Còn cái giai đoạn 4-5 tuổi là con nhận thức con thiết lập ý chí cá nhân, con thiết lập quyền lựa chọn, con thiết lập quyền nói không làm ngược. Cái giai đoạn 7-8 tuổi thì con bắt đầu nhận thức rằng mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn nếu mình biết đồng bộ với ý chí những ý chí khác à, con bắt đầu chơi với bạn và quan tâm đến ý chí của bạn là gì thì các bạn mà quan sát cái cuộc đối thoại của con á, với những người bạn của con á, các bạn sẽ nhận ra cái điều này à, những cái đứa trẻ mà sáu bảy tuổi á, nó sẽ nói bạn thích cái gì tớ thích cái này phải không trước đó nó không hỏi vậy đâu nha nó chỉ nói trước đó là nó chỉ nói cái nó thích thôi nhưng đến giai đoạn đó nó sẽ hỏi bạn thích cái gì mình thích cái này nó sẽ hỏi bố ơi bố thích cái gì con thích cái này mẹ ơi mẹ thích cái gì con thích cái này ừ. và tiếp theo đó là gì là tìm cái sự tương ứng cái gì là cái điểm chung giữa những ý chí đó và đây là cái giai đoạn mà bố mẹ làm gương bố mẹ nói bố hôm nay bố thích đi về bên nội hôm nay mẹ muốn đi dự một cái hội thảo vậy thì bố mẹ sẽ làm sao để ra một cái giải pháp mà hai khi hai cái ý chí không có giống nhau có thể ra một cái giải pháp mà không có Luôn luôn ép ủ một người này không có luôn luôn ép ủ một người kia thì lúc đó con học được rằng tất cả chúng ta phải hòa hợp với nhau có khi mình hòa hợp bằng cách là hôm nay mình nhường cho bố buổi sau mình nhường cho mẹ à, buổi sau sẽ là nhường cho con cái quyết định của con và có những cái giải pháp mà chúng ta có thể vừa làm được việc này vừa làm được việc kia vừa như thế này vừa như thế kia thì của hồng có nhớ là của hồng đọc được một cái cuốn sách cho trẻ con ở trong thư viện trường của các con đó. có cái cuốn sách là gia đình tôi mua nhà đi mua nhà thì trong cái cuốn sách đó nó ghi là bố mẹ quyết định mua nhà Bố thì muốn nhà ở không quá xa nơi làm việc. Mẹ thì muốn là không quá xa gia đình nhà ông bà. À, con thì muốn gần trường của con. và cả nhà chúng ta đi tìm mua nhà. cuối cùng chúng ta tìm được cái ngôi nhà mà ý chí của mọi người đều được gặp nhau. Và đó là một cái cách rất là trực quan để áp dụng trong rất là nhiều những cái sinh hoạt khác nhau trong gia đình. Rồi khi mà con lớn hơn một chút nữa thì chúng ta trao cho con cái hiểu biết về ý chí của tự nhiên lúc đó là khoảng tuổi tiên. Tuổi tiên thì những cái đứa trẻ nó phải biết là mình sống cho mình và sống cho người. Đến 15 tuổi thì đứa nhỏ cần có những cái hoạt động xã hội, cần có những hoạt động phụng sự cộng đồng. À, các anh chị em sẽ nhận ra cái điều này nè, là cái đứa nhỏ ở cái độ tuổi tiên nó rất thích nuôi thú cưng. Nó rất thích nuôi thú cưng. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu chăm sóc người khác, mà bố mẹ không có nhận ra bố mẹ không biết tại sao trời ơi phiền quá nó đòi nuôi nhưng mà về nhà mình làm không à nó đâu có chăm đâu nó chăm cái miệng thôi à nó thương cái miệng thôi à còn cái người mà thêm việc là mình cho nên mình rất là ngại cho con nuôi thú nuôi nhưng mà các anh chị em sẽ thấy đây là một cái phát triển tâm lý rất là tự nhiên tại vì cái thời đại mới á, là cái đứa nhỏ nó không có nhiều em đằng sau để nó chăm gia đình rất là nhỏ. Mình cũng không có sống đại gia đình để mình chăm em út của những cái gia đình họ hàng của mình nữa. Cho nên đứa nhỏ mà nó lớn lên đến 10 tuổi, 12, 13 tuổi, cái bắt đầu nó có cái nhu cầu chăm sóc người khác. Nó biết nó không phải là một mình nó nữa, nếu nó một mình nó là nó sẽ trầm cảm. Nên mình đừng ngạc nhiên là những bố mẹ nói con đừng có làm cái gì hết. Con chỉ lo cái phần trách nhiệm của con là học con chỉ có học cho thật giỏi giùm mẹ thôi con đừng có phân tâm cái gì hết con đừng có um, có mong muốn cái gì ngoài cái chuyện học của con hết thì đứa nhỏ nó sẽ bị trầm cảm ha? cái mong muốn nuôi thú cưng của đứa 5 tuổi với cái đứa 13 tuổi nó khác nhau rất nhiều nha các anh chị 5 tuổi là tại vì con thích đó như một món đồ chơi thôi Nó chơi một cái nó bỏ chạy Tại vì 5 tuổi nó không có nhu cầu chăm sóc người khác À, cho nên nó thấy con mèo con chó thì nó thích vậy thôi nhưng cái đứa mà 13 đến 15 tuổi đó, mà nó có nhu cầu nuôi thú nuôi đó, là nó nghiêm túc và cái điều đó sẽ rất là tốt cho nhu cầu phát triển tâm lý các anh chị em mình làm bố mẹ thì quan tâm ha là con phụng sự ai khi con 13 đến 15 tuổi phải cho con dự án phụng sự ha dự án phụng sự ví dụ như con giúp một em nhỏ hơn học đó cũng là dự án phụng sự con tạo một cái trò chơi cho một bạn khác được chơi đó là phụng sự con lên youtube con làm một cái video chia sẻ cái kinh nghiệm mà con thích và con tập nấu ăn đó là dự án phụng sự nên những cái đứa con nó có dự án phụng sự, nhu cầu phụng sự đó không phải là điều vô bổ, không phải là điều mất thời gian mà bố mẹ mình cứ nói cái đó là mất thời gian học tập, con dẹp hết đi. Con chỉ học cho mẹ thôi thì đứa nhỏ nó sẽ u uất trầm cảm khổ sở với việc học. Bởi vì đến cái độ tuổi đó là nó đã có cái sự rung động kết nối với nhất thể rồi. Nó biết được rằng Tôi chỉ có thể lành mạnh về cả tâm lý và cả tâm linh Nếu mà tôi được kết nối với người khác một cách hữu ích Và các bạn có thể nhớ lại mình hồi nhỏ đi Cô Hồng nhớ là mình ở cái giai đoạn đó đó Mình bước vào cấp 3, mình rất thích đi làm việc từ thiện luôn Rất thích Rất thích đến trại trẻ mồ côi Rất thích đến trường mù Rất thích ngồi đọc sách cho các bạn mù mà mình dành rất nhiều thời gian cho những việc đó. Bất cứ lúc nào mình rảnh là mình đến những cái trại đó, mình đến chơi với các bạn đó, mình đọc sách cho các bạn đó. Và mình trò chuyện với các bạn, mình cảm thấy mình hữu ích và mình cảm thấy cuộc sống của mình rất có ý nghĩa. Và nó giúp cho mình có nhiều cái bài học từ các bạn nữa. Mình thấy cái sự nỗ lực của các bạn, mình thấy cái sự may mắn của mình. Và vì vậy mình mình kết nối mình đồng cảm mình chia sẻ mình yêu thương rất là tự nhiên bây giờ các anh chị em đang có con trong độ tuổi đó nghĩ xem là làm sao để con mình có những cái điều kiện đó làm sao để con mình hiểu được cái điều đó thì trước tiên hết là cái tấm gương của mình đúng không ạ à? lúc nào cũng bắt đầu bằng tấm gương tấm gương là giữa hai bố mẹ mình hiểu và mình dung hòa ý chí của nhau như thế nào nếu mà ý chí của hai bố mẹ lúc nào cũng đối kháng nhau class đùng đùng thì không thể nào chuyển tải cho con nhất nguyên được đâu ạ à. cho nên trước tiên hết cái mối quan hệ gần nhất và thực tế nhất đó là ý chí của hai bố mẹ mình có một cái ngộ nhận là phải giống nhau không phải. Chính vì ý chí không giống nhau nên mình có phải có cái năng lực dung hòa năng lực đồng cảm, năng lực cộng hưởng để mình ra những cái quyết định mà không cần phải giống nhau mới được. Thì con sẽ học được điều đó, con mình sẽ học được. Ô ba mẹ mình mong muốn hai điều khác nhau mà lại rất hòa thuận lại tạo ra được những cái kết quả rất là hay và mình là hệ hiệu quả của những cái khác nhau của bố mẹ mình. Con mình nó rất thích thú được tận hưởng điều đó. Thì mình quay về mình xem lại cái cách mà mình trò chuyện giữa hai bố mẹ với nhau. Bây giờ mình có cái mẫu câu luôn á các bạn, cái mẫu câu là ý muốn của mẹ là này, ý muốn của bố là này và bố mẹ đã tìm được cách để dung hòa với nhau. Bố mẹ đã lựa chọn là tuần này thì sẽ theo quyết định của bố, tuần sau thì sẽ theo quyết định của mẹ. Vậy thì ý chí của con khác, tuần sau cả nhà của mình sẽ làm theo cái quyết định của con. Và nếu một cái bữa nào đó mình có thể tìm được một cái giải pháp mà dung hòa nhiều ý chí vô thì sẽ rất càng tuyệt vời. Ví dụ như là con thích ăn món này mẹ thích ăn món này vậy thì làm sao mình thử tạo ra một cái món ăn mà dung hòa được cả con và mẹ được không hay vì là hai chúng ta mạnh ai nấy ăn à, rồi cái ý chí đối với tự nhiên thì trẻ con rất là dễ tiếp thu đúng không khi mà mình nói là bảo vệ môi trường đó mình nói là không có dùng cái này vì sẽ hại môi trường thì con phải thấy tấm gương của mình con thấy tấm gương của mình thì con sẽ chuyển thành cái hiểu biết rằng mình ngoài cái ý chí cá nhân tôi còn có ý chí của môi trường tự nhiên nữa vậy thì à, con muốn dùng ống hút cũng được nhưng mà bây giờ con dùng ống hút giấy con dùng ống hút tre còn dùng ống hút kim loại. Thậm chí là có thể chúng ta không cần dùng ống hút. Có thể dùng ống hút chỉ là một thói quen thôi. À, còn hoàn toàn chúng ta không cần dùng ống hút. Thì những cái chi tiết nhỏ như vậy á, nó không phải chỉ là cái chuyện của một cái ống hút. Mà nó là cái câu chuyện của nhất thể. Nó là câu chuyện của ý chí của cõi tự nhiên, ý chí của thế giới tự nhiên. Và chúng ta không có tách rời khỏi um, địa cầu chúng ta có không tách rời khỏi cây cối chúng ta không có tách rời khỏi vạn vật cho nên cái việc mà con có một cái ý chí đối với môi trường tự nhiên từ nhỏ là rất tuyệt vời những cái đứa nhỏ mà nó được gieo ý chí về môi trường đó, nó luôn luôn đặt câu hỏi đối với bất cứ một cái gì mới nó sẽ hỏi cái này có hại cho môi trường không ạ à? các bạn thấy những đứa bé như vậy không Ừ. bây giờ những đứa bé nó có ý thức rất là cao nó biết là phải dùng lại nè nó biết là phải tái chế nè nó biết là phải không phải tái sử dụng mà người ta gọi là tăng cái công năng của những cái vật mà mình đang có thì nó luôn luôn đặt câu hỏi mẹ ơi cái rác này đó nó có phân hủy được không cái rác này đó mình sẽ bỏ vào cái thùng rác nào Chứ nó không có vô tâm, vô tư, vô minh như thế hệ trước. Tại vì thế hệ trước đó là chúng ta cứ lo cái gì có ăn là được rồi. Đúng không? Nhà, có áo mặc là được rồi. Không có ai quan tâm môi trường cả. Cho đến cái thế hệ này thì cái ý thức về môi trường rất là cao. Và đứa nhỏ nó còn biết hỏi là cái này mình bỏ rác nó có phân hủy hay không? Rồi, cái ý chí lớn hơn đó là ý chí của vũ trụ. Thì thường thường cái con người mình phải đến hai mươi mấy tuổi á, nó nó có một cái động lực tự nhiên là đi tìm ý chí của vũ trụ. Lúc đó mình đặt cái câu hỏi, mình nhìn lên trời xong mình đặt câu hỏi. Cái vì sao ở đó có phải là chỉ để ở đó không? Có cái gì trong cái quy luật của của sao, của trăng, của mặt trời không? có cái thông điệp gì của vũ trụ gửi đến cho mình không? Ừ. Rồi, rồi mình không sống trên địa cầu này nữa thì mình sẽ đi đến đâu? Thì cái đó thường thường là hai mươi mấy tuổi, đó là cái quá trình phát triển tâm lý con người, cái quá trình phát triển rất là à, rất là chung có mặt ở tất cả mọi người, nhưng à, nó có thể chậm hơn hoặc là nhanh hơn ở mỗi cá thể tuy nhiên là ở tập thể loài người thì cái đó là cái tâm lý mà đã được đồng ý rồi đã được học được đã được học trong cái ngành tâm lý rồi thì nó quá là thực tế nó quá là hữu ích khi mình hiểu và mình áp dụng trong gia đình của mình à, ví dụ như mình thấy một cái đứa con nó đặt những cái câu hỏi về môi trường Nó đặt những cái câu hỏi về vũ trụ Thì Mình có cần à, Phải cùng với con tìm hiểu Và phát triển những cái ý tưởng đó Thay vì là mình nói Cái này có học trong trường của con không Nếu không học không có thi Thì thôi đừng có thắc mắc Học cái gì mà Mà sắp thi á <laughs> Tập trung học cái gì mà sắp thi á à, Mẹ không có dành thời gian Để nghiên cứu với con mấy cái này đâu thì rất là uổng ha bởi vì cái thời điểm mà con thắc mắc về cái việc đó là nó có lý do và cái thân tâm trí của nó đồng thuận thì nó sẽ rất mạnh khỏe thì nó sẽ phát triển tối ưu thì nó sẽ rất là sáng láng và cái tinh thần nó sẽ rất là phấn chấn vậy thì cái luật nhất thể cũng như những cái luật khác mà chúng ta đã nghe nhắc tới đó, nó không có quá xa xôi và mơ hồ, nó đều có những cái ứng dụng nhỏ, những ứng dụng cụ thể, những ứng dụng mà hữu ích vô cùng khi chúng ta dùng được nó đúng lúc, khi chúng ta có sẵn cái tấm gương đó cho con và khi chúng ta truyền đạt nó đúng với từng cái độ tuổi của con, đúng cái lúc mà con cần vậy thì cái bài ngày hôm nay mình gói lại tất cả những cái bài vừa rồi trong một cái đóng khung nhỏ xíu đó là yêu thương làm gương và truyền đạt cảm ơn tất cả các anh chị em đã hiện diện trong cái bài ngày hôm nay cũng như là hiện diện trong nguyên một chuỗi 10 bài về làm bố mẹ thuận tự nhiên đồng hành theo luật và lý của vũ trụ. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong hy vọng là rất là nhiều những chủ đề khác trong những dịp khác. Cảm ơn cô Hồng rất là nhiều, biết ơn cô Hồng với những chia sẻ luôn luôn gần gũi, luôn luôn sâu sắc và À, rất là tuyệt vời để cho anh chị em có những cái bài học. À, hôm nay chị em xem những cái um, hình ảnh lúc đầu mà thầy Thái cười. Chị biết tại sao ạ? Ừ, có những bạn bảo là ừ, thầy Thái có hồn phân tích, thầy Thái thiết kế ghé theo quy luật của vũ trụ hay lắm. Thực sự là khi mình tìm thấy cái được gọi là tiến trình hình thành và phát triển sự sống, đó là triết lý kinh doanh. Tất cả mọi thứ nó đều từ nhỏ và lớn lên từng bước một, từng bước một cái gì chăm sóc nuôi dưỡng thì nó sẽ được lớn lên và lớn lên trong cái giáo dục xuyên qua tim hay nói đó nó là giáo dục bằng tình yêu nhất thể anh chị em giáo dục bằng tình yêu nhất thể và anh chị em muốn tìm hiểu cái bí mật của cái logo của SE cái bí mật của quy trình để vận hành buổi sáng cái dung sáng nó liên thông đến dung tối và nó nó liên thông và nó tương quan giữa những cái buổi dung trưa và liên quan giữa các cái đội nhóm và liên quan tới cái sự vận hành của sơ đồ của F để nó diễn tả các cái quy luật của nhất thể, quy luật cộng hưởng quy luật của tập trung quy luật của hợp nhất quy luật của sự phát triển ở trong đó không ạ Bạn chị em có muốn quan tâm không có muốn tìm ra là bí mật của những cái điều đấy và nó tạo ra một cái sức mạnh như thế nào cho sự phát triển không Ừ và tại sao khi tôi làm thì giống như cô Hồng nói để xem cái cái đoạn clip của nhà khoa học á trời ơi để tạo thành oxy tạo thành một sự sống biết bao nhiêu nhiêu triệu năm đúng không ạ biết bao nhiêu triệu năm cho nên không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại đúng không và anh chị em xem một clip ngắn nhé xem một clip ngắn để trả lời câu hỏi là tôi dựa trên cái ý tưởng nào để thiết kế một cái dự án SE cái dung sáng này có lý do À, cái dung sáng có lý do và dung tối có lý do nó có quy trình vận hành của nó nó nằm ở trong cái clip ngắn này hết đó. anh chị em hiện hữu xem coi tôi tôi tìm ra tất cả các bí mật từ cái sự ngộ từ clip này tức là trong trải nghiệm cuộc đời của mình xong rồi tôi xem cái clip này đến lúc mà tôi wow tôi bật ra được một cái ý tưởng và từ đó nó trôi thành cái dự án này thì à, đây là cái clip mà phát sinh cái ý tưởng của mình ạ à. À, xin mời anh chị em xem nhé À, xin mời anh chị em xem hiện hữu nha xem clip xem như rỗng à, mời anh chị em xem. Khi bà tôi một lúc trước bằng cái sự trải nghiệm của mình Xong rồi tôi nghe, tôi xem mấy clip này tôi ghiền Ghiền đến lúc là xem liên tục, xem liên tục Và nghe liên tục trong những giờ tập thể dục của mình Khi mà tập thể dục xong nghe cái âm nhạc này Xong rồi phiêu với âm nhạc Thì lúc đó nó kết nối mọi thứ lại anh xem nó kết nối nó thông mọi thứ lại tôi nhìn thấy cái vô hình nó sẽ tạo ra cái hữu hình rất rõ nét và từ cái hữu hình nó tạo ra cái vô hình từ cái kết nối giữa vũ trụ với con người kết nối giữa vũ trụ với thiên nhiên và từ cái hình ảnh của vũ trụ cũng kết nối được với những cái chất ở trong trong các cái nguyên tố để tôi là nhà hóa học mà và những cái hình ảnh của các nguyên tố từ vi mô đến vĩ mô và tôi nhớ lại ngày xưa tôi làm những cái nghiên cứu khoa học để tìm hiểu về môn hóa học thì thực tế là tất cả mọi thứ nó nối lại với nhau anh chị em và nó là một hết và mỗi một việc làm của chúng ta, mỗi một hành động của chúng ta Từ vô hình đến hữu hình, từ các dạng năng lượng khác nhau Nó đều có mối liên quan tương thông với nhau Và khi như vậy thì tìm thấy được cái quy luật vận hành của nó Tìm ra được cái quy luật vận hành của nó và cái quy luật của sự sống và cái quy luật của tiến trình phát triển của xã hội và cái quy luật của những cái mà mà vũ trụ đang thiết lập đã thiết lập và con người đang phải sống với nó thì tôi nối lại hết như thế nên là các bạn sẽ thấy rằng là cái dự án SE của mình đó, tôi đấu nối tất cả mọi thứ bắt đầu từ cái ý tưởng ban đầu đó làm đúng theo quy luật vũ trụ đó là tiến trình hình thành và phát triển sự sống nó được diễn tả bằng sự ngay thẳng và chính trực từ trong cái hạt nhân sống ngay thẳng và chính trực trong cái hạt nhân sống và nó được chứa trong cái trái tim à, thì nó chuyển tách một cái mạnh nhỏ ra cho giáo dục tức là cái triết lý kinh doanh xong tách một cái mạnh nhỏ ra cho giáo dục đó là giáo dục xuyên tim tức là giáo dục bằng tình yêu thương nó là cái lõi giống như đầu giờ của hồng có chia sẻ với chúng ta thì cái tình yêu thương là một cái trường năng lượng nó chi phối tất cả các trường năng lượng khác đối với con người con người mà cái trường năng lượng của tình yêu á, cái năng lượng mà lõi năng lượng gốc nhất trong mọi cái năng lượng của con người đó là năng lượng của sự rung động của trái tim cho nên cái bài tập của cô hồng sáng nay mình trải nghiệm mình mình trải nghiệm cái bài tập đó kết nối rất là sâu sắc anh chị em kết nối rất là sâu sắc à, biết hơn cô hồng rất nhiều